Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong tập ngày hôm trước mình đã đi khám phá khá là nhiều cái địa điểm. Và mình có bắt gặp một cái hình như là một cái thành phố gì đó các bạn ạ. Nó ở một cái vùng băng tuyết nè. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi qua cái thành phố này nha. Rồi, ok, lên đường thôi. Rồi để mình quay một vòng tới thành phố thử coi. Ở đây mình thấy một cái kiến trúc gì đó nè, một cái tòa tháp gì đó các bạn ạ. Ui nhìn xịn vậy. Wow, các bạn nhìn cái kiến trúc nè, khá là đẹp luôn ha. Ui, và cái vòng trắng trắng này thì nó quen quen ta. Chúng ta hãy cùng xuống dưới kiểm tra thử xem đây là cái kiến trúc gì nha. Đây là một cái Ark Charlie. À, đây chính là nơi để mà mình có thể gọi được Isaac ra đó các bạn ạ. Xịn sò con bò luôn. Nơi để mà mình có thể tiến hành gọi Isaac ra đó. Rồi, bây giờ để mình đi qua cái thành phố băng này đi. Wow, nó rộng vãi cả chưởng luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn nè. Wow, rộng vãi luôn. Để mình bay hết một vòng thử coi nha. Nó rộng tới mức nào nha các bạn ơi. Wow, và đây chính là thành phố băng. Wow, nó có rất là nhiều cái khu vực luôn. Để mình coi. Thiết nghĩ là mình nên khám phá ở phía dưới trước đi ha. À, chúng ta sẽ tiến hành đi khám phá luôn cái thành phố băng này nha. Và kế bên nó có một cái đen hả? Xuống thách đấu cái đen này thử luôn nha. Hello. Rồi, rải kêu ra trận. Pokemon hệ nước các bạn ạ. Em này thì mình nghĩ nhanh thôi. Đây là Lumineon. À, xịn sò luôn. Ai một phát coi. Ê, quên. Mình phải chọn target Pokemon. Quên mất tiêu. Theo các bạn có comment trong cái tập trước là mình biết là những cái thanh mà hồng này nè, đó chính là các cái lớp giáp của em Dynamax Boss đó các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ đánh vỡ các lớp giáp trước và sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng máu thực tế của boss đó các bạn ạ. Trời ơi, xịn sò luôn nha. Rồi, lần này thì Lumineon để dẫn của tỏi. Em này thì rớt cho mình Ability Capsule hả? À, kèo Dynamax nữa, ngon lành gần đào luôn. Whitburn ra trận. Để coi, trời ơi. Bây giờ bắt bằng Whitburn nó không có ăn thua các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Để mình cất bất đồ vào đi ha. Ai? Ủa? Ở đây là nó nằm ở phía trên đầu rồi. Hay mình khám phá ở trên, khám phá xuống ta. Ở trên khám phá xuống cũng được các bạn ạ. Không cần phải ở dưới khám phá lên đâu. Rồi, đây là cái tòa tháp đầu tiên đúng không? Rồi, chúng ta sẽ cùng tiến hành đi khám phá cái Water Game này nha các bạn ơi. Mình cứ tưởng là một cái thành phố băng nhưng mà không. Đây là Water Game. Ui, và nó cho mình rất là nhiều đồ luôn nè. Bánh mì hả? Rồi, lấy thêm vô đây đủ rồi ha. Bánh mì nhiều lắm rồi các bạn ạ. Wow, cái barrel nè. Trời ơi, được rất là nhiều đồ luôn. Rồi, để mình tiến vào bên trong mình coi thử nha. TV, có cái Mewtwo nè, ngon lành. Đồ đạc thì rất là nhiều luôn. Mình coi thử trên tầng có gì nha các bạn ơi. Hello, trên tầng có giấu cái gì không ta? Hình như là không có gì các bạn ạ. Mình được một cái U-Rod rồi nè. Cần câu cá. Rồi, ở dưới tầng thì có gì? Giấu cái gì trong này đúng không? Sao mà thoát khỏi mắt tôi? Tôi biết ngay mà. Wow, sương sương là được một tí đồ rồi các bạn ạ. Thế là mình đã khám phá xong ngôi nhà đầu tiên nè. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ khám phá qua cái tháp này đi ha. Wow, một cái tháp các bạn ạ. Ở trên là hình một cái quả bóng Pokeball.
Sao có thành viên đội họ Tiễn ở đây vậy? Ủa, trong tháp này thì có cả PC và vending machine nữa. Ảnh của một em Pharos hả? Hello, còn gì không? Ở đây có một cái thang máy gì đó các bạn ạ. Chưa hiểu lắm. Trời ơi, cái ông kia làm tôi bị kẹt nha. Ok, mình sẽ đi thang máy kiểu này nha. Thang máy nước các bạn ơi. À, hay nha. Rồi, trên này có được một cái Ultra Chest. Trời ơi, thử được cái gì xịn sò chứ. Rồi, để tôi làm một ổ bánh mì coi. Ủa, cho nên chỉ có vậy thôi hả? Trời ơi, nó không có kho báu gì đâu các bạn ạ. Thôi, đi xuống thôi. Rồi. Xịn chưa? Trời ơi, đó là cách đi thang máy nha. Rồi, mình đã khám phá được hai chỗ rồi. Ôi, phía bên này nó có một cái gì đó các bạn ạ. Thôi, để đi qua đây kiểm tra thử coi. Có gì hot bên này không? Barrel. Có cả len hả? Mình đang khá cần len nè. Ngoài ra nó còn có những cái bọt biển nữa. Đây làm cái gì đây? Một cái phao hả? Còn gì nữa không? Ủa, dưới đây có đồ. À, giấu đồ dưới đây hả? Ây cha, kín quá hen. Xem tí là tôi nhận không ra rồi đó. Giấu cái gì đây? Giấu ngọc nè. Dù đồ phết đó các bạn ạ. À, nút này để bấm chuông hả? Cái thùng này có gì không? Không có gì. Có gì nữa không? Không có gì. Rồi, đi xuống. Xuống tầng tiếp tục nha các bạn. Một bộ Awa. Trời ơi. Đồ Awa các bạn ạ. Dưới đây thì có cái hot scale cho mình nè. Ngoài ra thì còn có thêm ngọc. Wow, nhiều đồ phết. Thôi, đó là mình khám phá xong cái vùng bên này rồi. À, hình như đây là một cái tàu. Nó nằm riêng các bạn ạ. Đây là một cái tàu, nó cập vào cái cảng này. Trời ơi, mình cứ tưởng là cái kiến trúc chứ. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành khám phá tiếp tục nha. Trước khi đó thì mình sẽ dọn dẹp đồ cho nó sạch sẽ đi cái đã. Đây có một cái Ultra Deep Sea Pickle hả? Hay vậy. Rồi. Ở đây có cả Turtle Egg nè. Trứng rùa anh em ạ. Ui, và đây là Pokemon Egg. Cái này không có. Cái này không có tiến hành lấy được hả? Ôi cha, ai mà biết cái cách mà lấy cái trứng Pokemon này thì nhớ comment phía bên dưới cho mình nha. Trời ơi, có những cái rương nè. Lấy đồ ra hết để đi. Breakwater nè. Mình chỉ lấy những cái đồ hồi phục cho Pokemon thôi. Tơ nhện nè, lấy luôn. Rồi, xong chưa? Ok. Thế là đã xong cái tầng này rồi. Để mình tiến hành lên tầng trên thử coi. Wow, đi thang máy lên các bạn ạ. Xịn sò nha. Wow, trên đây nhiều đồ lắm các bạn ơi. Còn hai cái rương nữa. Như cái rương này tôi với không tới nè. Trời ơi, giấu kỹ quá hen. Bên đây có shopkeeper. Shopkeeper cũng được, nhưng mà một tí nữa thì mình mới dọn đồ mình bán sao đi. Rồi, trên tầng này có gì nữa không? Bàn ghế thôi hả? Trên đây có cái gì đây? Đây là Sunflower. Trời ơi, tưởng cái gì? Đây là cái gì đây? Egg hả? Ôi, trứng các bạn ạ. Trứng. Hả? Cất vào luôn. À, hay nha. Ôi, mình được một cái trứng của Bissimon nè. Xịn vậy.
Rồi, trong này thì có gì đây? Turtle egg, trứng rùa. Ngoài ra thì còn có cả trứng của Pokemon nữa hả? Trứng này lấy ra sao ta? Chuột phải lấy được không? Đập là nó bể các bạn ạ. À, là mình không có dám đập. Rồi, xong tầng này rồi. Đi xuống thôi các bạn ơi. Đó. Ok. Thế là xong tôi luôn một tầng nữa. Mình qua mình khám phá luôn cái tầng kế bên nha. Ngôi nhà kế bên. À, có chứa đồ rất là nhiều nha các bạn ơi. Coi chừng dễ bị lú đây lắm. Ui, mình được một cái good rod nè, ngon. Cần câu tốt. Bên này có gì không? Không có gì. Ok. Hết rồi. Để mình đi xuống tầng thử coi. Giấu cái gì ở đây đúng không? Ba lô tím các bạn ạ. À, lấy luôn. Ngon vậy. Ngoài ra thì đây là Momochi hả? À, đây là cái phô mai của Momo, làm từ sữa của Momo đó các bạn ạ. Giấy mình cất lại đi ha. Một vài cái món vật phẩm thì mình đang không có cần. Rương kho báu của Curry hả? Này thì mình tạm cất lại hết đi ha. Đồ nhiều lắm rồi. Đó. Uầy, bây giờ thì mình có thêm một cái bát nữa rồi. Ngân lên cành đào luôn. Ok, thế là mình đã xong được bốn cái kiến trúc xung quanh bên này rồi. Cái mạng ở phía bên tay trái của chúng ta đã xong. Bây giờ mình nghĩ là nên khám phá vào giữa. Cái gì đây, cái gì đây? Cái gì mà không cho tôi nhận nhiệm vụ luôn. À, đánh bại 30 Pokemon hệ tiên anh em ạ. Fairy Pokemon. Đó, mình lưu để mà sau này quay trở lại trả nhiệm vụ anh em. Ok. Rồi, bây giờ để mình tiến hành đi lên cái mạng ở trên nha. Đây, chúng ta có đường để đi qua anh em ạ. Ê, cha 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 cha. Trời ơi, nhảy một phát nó bị lố luôn. Đó, cầu thang đi lên trên. Phía bên này là những cái kiến trúc nhà cũ. Những cái kiến trúc quen thuộc đối với chúng ta nè. Rồi, rương. Ui, lại thêm good rod nữa. Ngon lành luôn. Gì đây? Cần câu. Urod hả? Cũng được anh em ơi. Có còn hơn không? Rương. Đủ đồ rồi. Để mình đi lên trên trước nha. Và thử ở trên nó có gì hot không. Ở trên là toàn là cái vườn để mà trồng cây thôi anh em ơi. Trồng cây và trồng berry. Thôi thì đi xuống dưới vậy. Ở dưới này có gì nào. Cái gì đây. Đây là Waterstone Shore. Uầy, kiếm từ Waterstone hả. Giấu kỹ đấy. Ui, thêm một cái ba lô nữa. Ba lô trắng anh em ạ. Ây chà, đúng lúc là mình đang thiếu những cái ba lô này luôn nha. Rồi, qua cái nhà kế bên. Đó, rất là nhiều đồ đạc luôn anh em ơi. Ok. Máy ảnh hả? Máy ảnh mình để lại đi. Có máy ảnh rồi. Lên tầng thử coi, tầng này có gì hết không? Wow, nó cũng như những cái tầng bên kia thôi anh em ạ. Chủ yếu là trồng cây với lại những cái trái berry. Dưới tầng này có gì? À, lại giao đồ kiểu này nữa đúng không? Kim nè. Ngoài ra thì có Red Water nè. Những cái món vật phẩm này thì cũng được anh em ơi. Đó. Hiện tại thì cái Essenza của mình nó đạt được 75% nữa hả? Ngon lành nữa chứ. À, chặn không cho tôi đi qua đúng không? Thì tôi qua bằng cái cách này. Ở đây có một cái nhiệm vụ nè anh em ạ. À, nhiệm vụ gì đây? Ui, đánh bại 250 Pokemon. Gì ghê vậy?
Ok, sau này tôi quay lại tôi trả cũng được. Trên đây có cầu thang đi lên nè. Hello. Một cái mảnh vườn rất là rộng luôn. Ok. Ở phía dưới có gì nào? Ý, cái rương nè. À, good rest, ngon lành. Ngoài ra được những cái món vật phẩm hồi phục khác. Rương nè anh em. Rất là dễ để mà missing luôn nha. Có cả cái kéo sắt nữa, nhưng mà mình có một cây rồi, không lấy nữa đâu. Rồi, những cái rương này chứa gì đây? Trời ơi, không có chứa gì hết trơn vậy. La bàn hả? Để lại đi. Ok. Sương sương là nãy giờ mình cũng được một mớ đồ rồi đó. Đồ nhiều quá rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vào cái trung tâm to to này để mà khám phá luôn nha. Wow, có tượng quốc Labrad ở đây luôn. Ngon lành nha. Hello, nhiệm vụ. Bắt Pokemon Shiny. Rồi, Pokemon Shiny đúng không? Cái gì vậy? Mũ sắt hả? À, mũ bằng bạc anh em ạ. Và giáp bằng xích. Require assistance. Man overport. Holiness. À, đây là những cái cờ anh em ạ. Xịn vậy. Ý nghĩa của những cái cờ hả? Ui, xung quanh có shopkeeper nè. Shopkeeper này chỉ bán mail thôi. Ok. Có rương không? Có rương luôn. Lapis. Bên này có cái gì đây? Pin. Ok, đồ rất là nhiều luôn. Có những cái barrel nè, rất là dễ bị missing nha. Wow. Và thế là chúng ta đã khám phá xong được cái này rồi hả? À, và đây là cái kiến trúc chính của chúng ta. Đây chính là Water Game nha. Đây là Water Game. Ghi tên đàng hoàng nha anh em. Rồi, bây giờ thì mình ngồi lên trên. À, vừa ngồi lên trên đã gặp boss rồi. À, và khi đứng trên nước này thì chúng ta không có thể mà đi xuống được hả? À, nếu muốn đi xuống thì phải đè ship anh em ạ. Ui, trời trời. Cái nước này là cái nước nó đẩy. Water Game. Thì hiện tại mình sẽ chưa thách đấu Water Game đâu. Pokemon của mình cũng đang yếu lắm. À, chắc đấu không có lại anh em ạ. Ủa, bên đây có shopkeeper bán gì đây? Đồ ăn. Ngon vậy. À, hay nha. Hình như đồ ăn ở đây có thể dùng để mà hồi phục lại máu và kinh nghiệm cho Pokemon thì phải. Không biết có đúng không nữa. Rồi, xung quanh cái Water Game thì nó không có cái gì hết. Nhưng mà kế bên thì mình thấy có một cái ngôi nhà. Hình như đây là trung tâm hồi phục sức khỏe cho Pokemon đó. Chúng ta cùng vào kiểm tra thử coi. Đúng rồi anh em ạ, trung tâm hồi phục sức khỏe nè. Rất là nhiều doctor và y tá ở đây luôn. À, hay nha. Ui, có trứng Pokemon nè. Nhưng mà không tài nào lấy được. Rồi, hai cái rương này. Đồ đạc rất là nhiều luôn. Mình cất bánh mì lại đi ha. Bánh mì lấy làm gì đâu. Giấy nè. Mình chỉ lấy những cái món vật phẩm cần thiết thôi. Cái hộp này có gì không? Không có gì luôn. Ủa, thế là mình khám phá xong rồi hả? Qua đây nó có khá là nhiều mấy cái Pokemon S luôn nè. Lạ thật. Trên tầng thì có những cái tray machine. À, hay nha. Ok, đi xuống đây. Công trình phía bên trái là đã xong. Bây giờ đi qua cái công trình phía bên phải coi anh em. Mình phải khám phá cho đầy đủ luôn. Đó, từ trái rồi xong qua phải, rồi từ trên xuống dưới nha. Vậy đi, cho mình đỡ bị lạc. Đây là công trình phía bên phải nè. Có vẻ đây là một cái hầm mỏ hả? Một cái hầm mỏ. Đồ nhiều phết á. Ủa, cái gì đây? Silver pickaxe. Hammer hả? Ủa, có cả kim cương nữa. Hầm mỏ thật sự rồi.
Ồ, hay nha. Chỗ này. Wow. Nhiều đồ quá anh em ơi. Ok. Để mình một tí, mình sẽ tiến hành đi dọn dẹp đồ cái đã. Sau một hồi dọn dẹp đồ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi mở những cái barrel nữa nha anh em. Ủa, ở đây có good rod nè. Water bucket. Cần ta? Chắc hiện tại mình cũng không có cần đâu. Wow. Ngoài ra nó còn khá là nhiều những cái món vật phẩm khác nữa. Cái gì mà xịn quá vậy? Mấy cái hưu này mình có lấy không ta? Hưu đang nhiều quá ha. Ui mình có diamond hưu luôn rồi mà. Lấy làm gì nữa? Đồ nhiều lắm rồi. Rồi mình tiếp tục mở những cái thùng kế tiếp nha. Ui, chỗ nhiều đồ quá à. Xịn vãi. Rồi. Ok, thế là mình đã mở xong những cái rương ở dưới này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi lên trên nha. Ủa, lên trên kiểu gì đây? Ok. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái kiến trúc này trước. Gì nữa đây? Lại thêm một đống đồ nữa. Ta nói đồ nó liên tội luôn anh em ơi. Ta nói khám phá mới có một nửa cái khu phức hợp water game này mà chúng ta đã có được một đống đồ rồi đó. Quầy, kiếm gì đây? Crystal Sword hả? Có vẻ nó không có mạnh bằng Water Tone Sword anh em à. Ui, có thêm cái rìu nữa, Ruby Pick Axe. Thấy luôn. Trời ơi, ta nói đồ đạc một đống. Ui, dưới đây còn có búa kim cương nữa nè. Có sẵn luôn, ngon. Sẵn đang thiếu sẵn anh em ơi. Ở chỗ này có cái rương gì nhìn nó xịn quá vậy? Đánh dấu tôi cái rương này đúng không? Ê, trời mở không tới anh em ơi. Tưởng mở tới chứ. Hello. Super rod. Ây cha, cần câu đặc biệt anh em à. Phải trưởng thật. Trời ơi, vậy mà nó giấu mình. Đúng là hàng xịn nó giấu trên cao là đúng rồi. Trời ơi. Hên là tôi tin mắt đó nha. Không tin mắt là xong rồi. Ồ, phía bên này có những cái thùng khác nhau nữa nè. Len. Ngoài ra còn gì nữa không? Hết rồi anh em ạ. À. Giờ mình sẽ đi lên hai cái tòa nhà ở phía bên trên này nha. Hello. Sữa của Momo hả? Lấy luôn. Đây còn cái gì nữa không? Ui, Orot cũng được. Rồi, xong mấy cái rương ở tầng này rồi, tầng dưới. Có gì hết? Giấu cái gì ở đây hả? Không có gì hết trơn. Ok. Ui, chỗ này là bốn cái tòa nhà luôn, chứ không phải là một cái nữa. Vậy thì đi khám phá bốn cái thôi. Trời dễ bị lú lắm nha. Có than hả? Lấy than đi. Lại thêm Urod nữa nè. Trời ơi, cái gì vậy? Nhiều quá vậy. Red Water. Rồi. Tầng này đã xong. Tầng trên thì có gì không? À, nó như cũ. Ok, xuống cầu thang coi nào. Giấu cái gì ở đây? Ba lô xanh ngon lành luôn. Thêm một cái ba lô nữa anh em à. Tới tòa nhà thứ ba. Từ từ nha, tôi thấy có cầu thang. Cầu thang có gì không? Trên đây cũng là một cái khu vườn thôi anh em ạ. Chưa có gì đặc biệt lắm. Hello. Ui lại thêm Urod nữa, ngon lành. Rồi. Ui, ba lô bạc. Gì mà nhiều đồ quá vậy? Trời ơi, sương sương một đống đồ rồi anh em ơi. Xuống tầng dưới coi. Cái rương này cất lại đi ha. Ui, ba lô light blue.
màu xanh sáng nữa. Vậy luôn. Rồi và đây là tòa nhà cuối cùng đúng không? Ui lại thêm Urod nữa. Rồi thêm một cái Urod nữa. Urod hoài vậy. Đây là elevator hả? Tác dụng là gì ta? Mình cũng chưa rõ nữa. Ui phía này chứa nhiều đồ nè. Còn gì nữa không? Hết rồi. Trên tầng thì sao đây? À, trên tầng cũng như cũ anh em à. Rồi, để mình khám phá dưới tầng coi. À, dấu kiếm ở dưới đây đúng không? Trời mà giấu đồ nha. Tôi thấy hết nha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành tiến vào những cái tòa nhà bên dưới này. Hello, uầy, bán cái gì đây? Diamond. Ngon đó chứ. Đây bán cái gì? Dust Ball. Cả Fast Ball nữa. Ultra Ball bán cũng khá là rẻ đây các bạn ơi. Đồ đạc nhiều nha. Chà, một đống đồ luôn em ạ. Bây giờ có những cái ba lô rồi á, chúng ta sẽ gọn gàng hơn đó. Ok. Ủa xong rồi hả? Gì mà lẻ quá vậy? Xong rồi anh em. Ôi bên này có shopkeeper khác nữa. À shopkeeper bên này bán đồ ăn thôi. Có thêm máy lên tầng nè. Hello, trên tầng có gì không? Cái gì vậy? Cremoran. À mơ am phát y. Dảnh của tỏi nghe chưa. Cái gì mà tôi mới lên mà đi thách đấu tôi rồi. Ở đây có một cái small card arena hả? Mình chưa hiểu cái small card arena là cái gì nữa. Ai biết thì nhớ comment cho mình nha. Có rương. Có good rod. Ngoài ra còn cái gì nữa không? Ui, room to này. Có phim với lại safari ball nữa. Ở đây mình có cầu thang lên tầng nè. Hello. Trên tầng nó sẽ có những cái rương anh em ạ. Hai cái rương thôi. Ok, thì sau khi dọn dẹp các cái rương xong, các cái ba lô xong, thì mình có đi bán đồ và chúng ta đã được tầm 17.000 nè anh em ơi. Với 17.000 này thì mình có thể mua cái gì trời? Mình có nên mua thêm Whitbon không ta? Nhưng mà ở đây không có bán Whitbon rồi. Thôi, mua ta chắc tầm 17 quả Diamond là được rồi ha. Đó, dùng để bắt các Pokemon này ở dưới nước á. Đó. Ok, và thế là mình đã khám phá xong. Giờ chúng ta sẽ tiến hành đi tiếp tới những cái vùng băng tuyết khác nha anh em ơi. Lại có thêm một cái water game nữa anh em à. Trời ơi. Nó cứ liên tội thôi. Thì cái water game này mình nghĩ là trong thời gian offline mình sẽ tiến hành đi khám phá sau nha. À, giờ thì chắc đi khám phá không nổi nữa đâu. À, hình như là một cái game khác các bạn ạ. Mình cũng chưa biết đây là game của hệ gì nữa. Thôi, chúng ta tạm đặt đây là game đi. Game chưa có tên. Dưới biển nó còn có một cái đen gì đó. Chúng ta tiến hành đi thách đấu đi. Ui. Đen của Gyarados này mà. Đường đi thách đấu cũng khó nữa. À, Gyarados nha anh em. Em này thì mang hai hệ, hệ nước và hệ bay. Trời ơi, vậy thì nhân 4 sát thương đối với Raikou rồi. Chắc ngậm củ tỏi quá. Thundershock nha anh em. Giảnh luôn không? Ui cha, mới 50% thôi. Mất một cây giáp nè, còn 3 cây nữa. Ổn không ta? À da, chắc phải một tên nữa rồi. Thundershock phát nữa coi. Và... sao rồi? Trời ơi. Chưa giảnh luôn. Đâu có vậy? Trời ơi, còn 15% nè. Thundershock phát cuối coi. Và lần này thì
còn 10% dành củ tỏi nha. Uầy, gì ra đó anh em à. Mình sẽ bắt bằng Diamond nha. Vừa mua xong mà, bắt luôn nha. Hy vọng. Ôi ôi, bắt khó vậy. Ồ, đây là một cái con tàu. À, một cái game 2 đây hả? Và đây là một con tàu hải tặc. Hello. Từ từ nha, chúng ta sẽ tiến hành đi kiểm tra coi. Ui, dấu gút rớt ở đây luôn. Trời mà giấu với tôi. Tầng trên có gì không? Bên đây là phòng thuyền trưởng nè. Không có gì hết trơn. Tầng dưới đâu? Có tầng dưới không? À, có những cái barrel nè. Ui, có Urod nữa. Ba lô của mình đang full rồi. Có ngọc nè, ngọc lớn ở đây mà. Ui, là thêm Urod nữa. Ui, thêm một cái Rainbow Card nữa. Hay nha. Phim, mình sẽ lấy phim thôi. Rồi. À, và thế là chúng ta đã khám phá xong cái con thuyền này rồi hả? À, có một emboss ở đây. Dạ, mấy tên nơi chúng ta bị missing emboss ở đây rồi. Đây là boss nha các bạn ơi. Nhưng mà trước khi thách đấu boss thì mình hồi phục sức khỏe cho Raikou cái đã. Rồi, như đây là đủ rồi nha. Dứt luôn thôi. Ui, Shellder. Boss này thì level cao hơn Pokemon của mình 20 cấp nha. Thundershock thôi anh em. Đó, dãnh cửu tỏi em đầu tiên. Uầy, 1800 kinh nghiệm luôn. Tiếp theo là hình theo. Dãnh luôn hình theo không? Ui, ui, mới có tầm 42% sát thương thôi anh em ạ. Rồi, câu được một tí rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi hồi máu bằng Hyper Poison đi ha. Cái này thì nó hồi được nhiều máu hơn. Hay quá, Thundershock phát nữa. Đấy rồi, Raikou lên được cấp 72. Ui, và học được chiêu Thunder. À, mình sẽ thay chiêu Hao này đi. Ờ, mới học Thunder xài luôn nha. À, sát thương rất là cao nha anh em. Cái chiêu Thunder này thì sát thương 110 nha, nhưng mà tỷ lệ chính xác thì có 70% thôi. Ngon lành. Trời ơi, dãnh của tỏi luôn nha. Rattini, ui ui, chưa dãnh. Đau quá vậy. Thôi, thiết nghĩ là mình nên hồi phục lại cho Raikou đi. Đó, đánh chắc kèo này mà. Ôi, nó mất máu của mình kìa. Kinh khủng chưa. Đấy rồi. Thế là Milotic. Ôi, em đang bị tê liệt rồi. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ hồi phục lại lượng máu cho Raikou đi. Phải chắc kèo, chứ không là ngẫm của tỏi đó. Rồi, Thunder thôi nha. Ôi, rồi một phát Thunder nữa. Em này nhiều Pokemon quá vậy. Rồi, em cuối cùng, a Magic Cap. Em này thì chắc khỏi lo và sống rồi. Uầy, xịn xò con bò luôn em. Sẵn để mình đi ngủ một phát luôn nha. Lại một cái đen nữa. Ồ, thuyền boss anh em ạ. Đây là boss by Drake hả? À, thuyền của cướp biển. Lên thuyền bằng cầu thang được nè, lên luôn. Wow, thuyền này có rất là nhiều bùm nha. Ba cái bùm luôn. Và trước cái đầu thuyền thì có một em Tauros bằng vàng. Vào nha. À đây. Đây là boss này mà. À, boss của con thuyền này. Đánh lại không ta? Thử không anh em? Làm một phát luôn, va chạm luôn. Thunder nè. Thuyền hải tặc với tôi đúng không? Ủa,
Sao xài chiêu Thunder không có tác dụng gì ta? Mình xài tiếp chiêu Thunder Shock đi. Chắc hồi nãy mình đánh hụt. Trời ơi, có 70% cái tỷ lệ trúng à. Ok, giờ mình sẽ tiến hành hồi tiếp lại cái lượng máu cho Raikou nha. Chắc kèo mấy anh em ơi. Ok, Thunder Shock phát nữa coi. Chỉnh của tỏi luôn không? Trời ơi. Cái gì mà trâu quá vậy? Level 102. Trời ơi. Ở mình tận 30 level anh em ạ. Nguy hiểm phết. Thunder Shock phát nữa coi. Đây rồi, dãnh của tụi em đầu tiên. Ui, được 3.500 kinh nghiệm luôn. Em tiếp theo là Paracuda. Ủa, em này có máu đau quá nha. Thunder. Trời ơi, hình như là những em level cao quá, speed kém cao quá nên là mình đánh không lại. Thôi anh em à, thiết nghĩ là mình khoan để mình đi thách đấu cái thuyền này đi. Hiện tại mình đang khá là yếu đó. Thôi, đi xuống tầng. Ủa, xuống tầng còn một ông boss nữa. Thôi, từ từ rồi đấu sau nha. Giờ đấu không có lại đâu. Giờ tôi đi tôi mở rương đi. Nó còn có ít hơn đó. Wow, bây giờ được khá là nhiều mấy cái woodrod ha. Đây cái gì đây? Wow, giường hả? Hay đấy. Thêm good rod nữa. Sương sương là chúng ta đã khám phá xong rồi đó anh em ạ. Còn cái vấn đề mà đi thách đấu thì mình nghĩ là khi nào mình mạnh lên đi rồi mình đi đấu sau. Mình cần tìm một cái ngôi làng để mà hồi phục lại cái lượng máu cho Raikou đã. Cái gì mà hai cái ghim một chỗ vậy? Wow, bên trong cái ghim này anh em à. Ghê chưa? Ghim 3. Hai cái ghim này một chỗ luôn. Xịn sò con bò luôn. Ta-la. Đây có một cái TCG hả? Ok, vùng băng tuyết này có gì hết không? Hello, có rương gì không? Không có gì hết trơn vậy. Đây một cái TCG Trader nữa. Đây có một cái ngôi nhà nè. Hình vẽ của Master Ball hả? Thả nha. Tôi là tôi khoái đó nha. Lên tầng có gì không? Cũng không có gì đặc sắc lắm mấy anh em ạ. Ở đây cũng có khá là nhiều Pokemon mới nè. Fletching Swinub. Bắt hết mấy anh em ạ. Bây giờ đi sưu tầm thôi. Tại vì Pokédex của mình hả, 900, hơn 900 em rồi. Gần 1000 em Pokemon á. Nên là bây giờ mà không đi bắt Pokemon thì không tài nào mà chúng ta bắt kịp mấy em, bắt kịp cái Pokédex mới được. Chúng ta cũng có cái thành tựu là 100% Pokédex mà. Phải cố lên mới được. Ferocious. Và thành công luôn. Ngon lành anh nào. Vanillite. À em này nãy bắt rồi hả? Bắt rồi thì chắc rồi em lên đường đi. Giờ được 3% Pokédex rồi nha. Trời, 978 là một cái mon luôn mà. Nhiều quá. Đây là Togedemaru. Bắt luôn nha anh em. Em chuột điện gì vậy? Wow, nhìn Kute vậy. Kute from everywhere luôn. Tiếp tục là Whitbon nào. Ủa, mình thấy có một em một cái mon gì đó. À đây. Latrio là em này á. Ui, cái gì mà hiếu chiến quá vậy? Ủa,
Đây là một em ngựa băng anh em ạ, lần đầu tiên mình thấy em này luôn. Whitburn. Ôi ôi. Hả? Mạnh quá vậy. Mạnh vậy sao tôi chơi đây? Thôi chắc mình bắt đầu mình spam Thunderbolt thôi anh em ạ. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Ui ui. Ôi sát thương của nó cao lắm anh em ạ. Thunderbolt tiếp tục. Em này có khá là nhiều chiêu xịn nè. Đây là Icicle Crash nè. Ôi ôi. À, em này tự gây sát thương cho bản thân nha anh em. Là mấy anh em phải cẩn thận. Nguy hiểm lắm đó nha. Tiếp tục là Thunderbolt thôi. Dạ em tiến hành em boost gì rồi. Boost kệ boost, tôi có tấn công đâu. Tôi bắt luôn mà. Tại vì mình sợ em... em hẹo luôn á anh em ạ. Nào chúng ta phải cẩn thận. Tiếp tục là Thunderbolt thôi. Bắt đầu từ cái quả Thunderbolt thứ 15 á, thì cái tác dụng nó sẽ maximum luôn rồi đó nha. Nào chúng ta phải cố gắng spam cho đủ mới được. Ok, mình sẽ tiếp tục Thunderbolt. Nãy giờ được nhiều quả hả ta? Đúng quá, tôi chưa kịp đếm nữa. Cố lên nào Thunderbolt. Ôi phần này. Nó chậm anh em à, nhưng mà chưa được. Rồi thì spam tiếp vậy. Cố lên nào các anh em ơi. Ôi nó chậm nè. Trời ơi. Nó chỉ chậm thôi chứ nó không có thành công anh em ơi. Nguy hiểm phết nha. Em này thì mình sợ mình mất em quá nha. Trời ơi. Em này sát thương cao quá anh em ạ. Nguy hiểm á. Tiếp tục là một quả Thunderbolt nữa coi. Và lần này. Trời ơi. Mình đang bị thiếu tăng cơ anh em ơi. Tiếp tục là Thunderbolt thôi. Không có Pokemon nào để mà chịu nổi một cái đòn của Rattrio này nhờ. Em này trâu. Em này mạnh phết đấy. Ôi ôi. Em đang tiến hành boost cái gì đó. Boost defense hả? Rồi, tiếp tục là Thunderbolt. Cố gắng spam cho đủ nào. Đúng, các bạn thấy em mất máu chưa? Đó là cái vấn đề đó. Em xài chiêu gì mà mất máu vậy ta? À, Triple S. Trời ơi. Ác thật. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đi hồi sinh lại cho Crowding nè. Tiếp theo thì mình sẽ đi hồi sinh hết cho tất cả các cái dàn Pokemon của mình nha. Soros nè. Không hồi sinh không được mấy anh em ạ. Ồ. Tiếp tục hồi sinh cho Butterfly nè. Ok. Latria. Đấu em cũng không được em ạ. Anh em ạ. Xui một cái là vậy á. Rồi Thunderbolt coi. Quả thứ 10 chưa nhờ. Ôi ôi. Không được, không được. Cố lên. Tiếp tục là Thunderbolt thôi nha mấy anh em. Hy vọng em không có xài chiêu Double S nữa. Điều đó nó gây sát thương phản đam lại cho vật chủ á. Sợ lắm. Rồi. Chắc phải ngồi spam Thunderbolt thôi. Chưa, ghê, nguy hiểm chưa? Revive lại Crowding đi.
Mình chỉ sợ em xài cái chiêu Double S thôi, cái chiêu đó nó giảm máu ghê quá. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng Thunderbolt. Cố lên nào em ơi, Thunderbolt. Và vẫn chưa được. Nó giảm máu kìa, nguy hiểm quá. Chắc đây có thể là cái quả Thunderbolt cuối cùng rồi. Em Clotrier này khó bắt hơn mình nghĩ đó. Và yes, cuối cùng thì chúng ta cũng đã bắt được Roger rồi. Ui, em này dễ thương quá vậy. Bắt luôn em này đi. Em cuốn anh em ạ. À, một em cuốn. Ở cái vùng băng tuyết. Đây là Rivat hả? Dễ thương đấy. Trời ơi. Và thành công nha. Mấy em này thì nó dễ bắt hơn. Rồi anh em thấy cảnh Roger, em cứ bị giảm máu liên tục á. Những em Pokemon như vậy rất là nguy hiểm luôn á nha. Thôi để bây giờ mình đi hồi phục máu cho Clotrier cái đã. Đây là Clotrier, Pokemon hệ băng. Đây là ngựa băng. Em này thì trừ Special Attack nhưng mà tăng cái Defense. Ồ hàng chi ạ. Skill của nó có Triple S nè. Mình thấy không? Nó gây sát thương nè, gây sát thương cho user nè, gây sát thương nhiều đó nha. Em này có chiêu Ico Crush. Wow, kích thước thì chuẩn. Này cỡ được không? Cỡ được anh em à. Wow, xịn sò con bò luôn. Vậy thì mình sẽ thêm vào trong play up của mình thôi. Atrier, Charizard là em không thể thiếu nha. Wow, em này gây khá là nhiều khó khăn cho mình rồi đó. Nguy hiểm quá. Ok, thì mình nghĩ là video đến đây là được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay chúng ta đã khám phá cái khu phức hợp Water Game. Wow. Và có đi đánh những cái tàu hải tặc luôn rồi. Trong đó thì mình có gặp những cái game không có biết tên. Ngoài ra thì mình cũng đã thu phục thêm một vài Pokemon khác nè. Đó, quan trọng nhất là Clotrier của mình thôi. Ngon lành. Hiện tại chúng ta đã đạt được 3% Pokédex rồi nè. Wow, xịn sao con bò luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.